Còn tại Bolivia, thưa quý vị, ít nhất 8 người đã thiệt mạng khi mà các đợt lũ tràn vào khu vực một số khu vực của Bolivia. Trong khi đó, thì nhiều nhà ở của người dân cũng đã bị hư hại nặng nề sau khi phải hứng chịu lũ lụt. Tại vùng ngoại ô Alpacoma của La Paz, Bolivia, sạt lở đất đã khiến nhiều ngôi nhà rơi vào trạng thái nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chúng tôi lo điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong đêm và cả gia đình sẽ bị cuốn trôi. Hiện giờ may mắn là các thành viên vẫn an toàn, tuy nhiên nhiều phần tường đã bị dập, nhà chúng tôi đang nằm bên bờ vực. Nhiều gia đình đã phải di chuyển đến nơi tạm trú được thiết lập tại một trường học trong khu vực. Dịch vụ khí tượng và thủy văn quốc gia Bolivia đã ban hành cảnh báo vàng vì nước lũ dâng cao.